kính bạch thầy cho phép con được hỏi và xin thầy giải thích cho mấy điều con không hiểu tại sao như sau một từ khi con quy y đến nay ban đầu con không thấy gì về sau con thấy nhà con hậu quả hậu quả đến quá nhiều hàng ngày con tụng kinh gần đây nhà con tai họa đến chiều con chuyển sang tụng kinh phổ môn và kinh dược sư có được không thầy con xin thầy giải thích và nên đọc kinh gì gì ạ à? phật tử này hỏi cái câu hỏi này thứ nhất đấy là phật tử này mới đi quy và quy xong thì tại sao mà lại thấy có nhiều chuyện vào tai họa đến nhà đó thế thì phật tử chắc đang tụng kinh kinh gì đó ở đây không ghi rõ Thế giờ thấy chuyển sang Kinh Phổ Môn và Kinh Dược Sư. Nghe không? Đấy. Thế thì bây giờ cái vấn đề này như thế nào? Có phải là do đi quy y Phật mà lại có tai họa hay không? <laughs> Nghe không? Đấy. Phật tử này đang phân vân chỗ này. Thì Thầy xin trả lời như thế này. Chắc chắn cái việc quy y tam bảo thọ chỉ giới pháp của Phật là chỉ có tăng phước Phước Chứ không bao giờ mà lại có họa cả Nghe không Phước là từ cái việc mình hướng thiện Mình làm Mà cho nên khi mình Quy y Tam Bảo Quy y, tức là nương tựa Vào Phật Pháp Tăng Quy Tam Bảo Là nương tựa vào Phật Pháp Tăng Thì như vậy mình có thêm chỗ nương tựa Thứ nhất ấy, là về mặt Tâm mình đã vững vàng hơn Nghe không thứ hai là thật sự có sự gia hộ của tam bảo, Chứ không phải không? đã trước đây thầy đã dẫn cái câu, kể, câu chuyện mà ông ông ngọc hoàng thượng đế ông đã sắp sửa chết và ông chết biết rằng ông chết ông sẽ đọa làm con lừa, nghe không? thế mà ông nhờ quy tam bảo mà ông thoát kiếp lừa, ông lại được sinh trở lại làm ngọc hoàng thượng đế và có vô số những câu chuyện, nghe không? nhờ quy tam bảo mà được tăng phước rồi tăng thọ tiêu nạn cái chuyện đó mình phải xét bản chất cái sự việc đấy các phật tử phải nhớ mình phải xét bản chất sự việc ấy là thiện là tốt à, là lành thì đấy là việc tốt đấy là việc chỉ có phúc chứ không có họa còn bây giờ bảo con đi ăn cắp con đi tổ chức đi để giết người vâng, <laughs> thì cái việc ấy là thế nào? Việc cái việc ác, việc xấu, việc ý là sẽ có tai họa, đem đến cái ác nghiệp cho mình. Có hoàng con đi quy Phật là một việc cực kỳ là tốt lành, có thể nói là một cái phước rất lớn. Đã trong kinh Phật nói đó, cái người quy Tam Bảo một thọ trì năm giới của Phật thôi, cái phước của người đấy nó đã tăng hơn trước một ngàn lần rồi. Trước đây cái phước của mình chỉ được một phần này thôi. À, nhưng quy Tam Bảo xong nó lên cả chục mét rồi. Thọ giới rồi. Như vậy là phước mình tăng chứ. Cho nên Thầy thường khuyên các quý Phật tử chuẩn bị đến năm vận, năm hạ. Không? Thì tranh thủ đi quy Tam Bảo đi. Nhờ nương tựa Phật đi, Phật che chở cho. Sang năm 49, sang năm 53, thì năm nay phải đi quy ngay đi, tranh thủ. Phật còn đỡ chứ. Phật đỡ cho chị. Cho nên tất cả các Phật tử phải rất rõ ràng bản chất cái sự việc mình làm nếu sự việc ấy là tốt, là thiện lành là những người có trí trong thế gian người ta tán thán thì mình phải làm và làm việc ấy là chắc chắn là có phước. Đừng bao giờ dao động. Nghe không? Ai nói rời, nói biển gì, nói ngược, nó xuôi gì, không lo. Tôi làm việc này, tôi thấy việc này tốt. Thì tôi làm. Chắc chắn việc này chỉ có sinh phước, không sinh họa được. Nghe không? Đấy thế còn với riêng hoàn cảnh gia đình phật tử này thì phật tử sau khi đi quy y xong thì thấy trong nhà xuất hiện một số các cái hiện tượng những cái cái tai nạn chẳng hạn thì đây làm sao đây không phải do cái nhân quy y do cái việc mình đi quy y mà bị à, mà không đi quy y thì nhà mình cũng bị những cái tai nạn đấy mà có thể còn bị nặng hơn nhờ mình đi quy y đó mà cái phước của mình nó cũng đỡ cho nhà mình được một phần Đáng nhẽ nhà mình bị cái nạn cả 10 phần ấy, nhà mình đi quy nó còn giảm còn 9 phần đấy. Nghe không? Chứ không là gánh đủ cả 10 phần. Vì sao? Cái nhân quả nó tuần tự nó diễn tiến. Cái quả này, cái quả báo của mình đến kỳ này nó phải trổ là nó trổ giống như cái cây ấy. À, cây lúa mình gieo 3 tháng thì đúng 3 tháng nó sẽ trổ bông. Wow. Đã, rồi cây chuối mấy tháng nó ra quả thì đúng mấy tháng nó sẽ ra đấy là cái tuần tự của nhân quả trước đấy mình đã gieo nghiệp ác hoặc trong kiếp trước mình gieo nghiệp ác hoặc là đầu đời mình gieo nghiệp ác mình đi phá phá chùa đập tượng thế đến bây giờ cái thời này là lúc là quả báo nó trổ ra rồi đến lúc này là quả báo trổ ra là phải trổ nếu mình không biết tu nhân tích đức không quy tam bảo hướng thiện thì cái quả báo ấy nó nặng cả mười phần nhà mình đấy còn rời phật còn run rủi cho mình có duyên với phật để đi quy đỡ đi cho một phần rồi đó, đó. Thấy không? Đấy, cho nên thầy khuyên những gia đình nào mà hoạn nạn nhiều thì cả nhà quy tam bảo nó tăng phước cho mình lên phước tăng lên thì họa nó sẽ giảm cái quy luật nó như vậy phước và họa nó là hai cái nó, nó đối kháng nhau phước nhiều thì họa nó tiêu bớt đi mà phước ít thì họa nó sẽ tăng lên các quý phật tử rõ không nào đó. Cho nên ở đây được cái Phật tử phải tin chắc nhé. bây giờ nếu mà đi quy tam bảo một nhà xảy ra những hạn thế thì phải càng động viên con cháu đi quy hết đi. Quy tam bảo hết đi, cho nó bớt đi nhé. Bắt đầu hướng thiện mà làm việc thiện đi. Đó. Vì nhân quả của chúng ta là có ba thời kỳ quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ mình làm ác thì có thể trong hiện tại nó trổ ra quả báo ác mình phải chịu khổ, chịu tai nạn hoặc là nó trổ vào trong tương lai đấy Trong tương lai sẽ trổ quả đấy. Mà đã làm rồi Thế nào nó cũng trổ quả Nếu mình không có tu tập Nếu mình không có chuyển hóa Mình không có làm các việc lành thiện Thì quả báo nó sẽ trổ Đúng như vậy Nghe không? Đó, Chúng ta nhớ nhân quả là một tiến trình Rất là logic như thế Và cực kỳ khoa học Cái này không có gì là mê tín cả đấy, nhá. Cho nên điều này thì Phật tử phải tin sâu Tam bảo Và quan trọng nhất là mình xét bản chất Sự việc ấy mình làm mình đi lễ chùa đấy là việc thiện mình quy tam bảo là việc tối thiện tối thượng thiện có phải không? đấy, thế thì tại sao lại có thể có quả xấu được không thể có không phải do cái nhân này mà có quả xấu cái quả xấu nhà mình chịu là do cái nhân khác do cái nhân trước kia mình đã gây những việc ác bây giờ nó trổ quả có phải không đấy yeah. các phật tử nhớ chưa nào thầy lại lấy cái ví dụ nữa giữa phật tử thêm dễ hiểu ví dụ cái mảnh ruộng nhà mình có những hôm mình vô ý mình ra đấy mình đánh rơi những cái hạt hạt gai hạt cây bồ kép chẳng hạn rơi vào mảnh vườn mình chả để ý mình vô tư à. thế thế rồi khoảng ba bốn tháng sau mình mới đem hạt gì đem hạt hạt đu đủ ra mình gieo vừa mới gieo hạt đu đủ xuống thì mấy hôm sau lại thấy đúng cạnh cái hạt cái ngay cho hạt đu đủ nó mọc lên cây gai bồ kép Thế mình bảo không biết là tại sao mà nó lại ra cây gai này Vừa mới gieo hạt đu đủ mà lại ra cây gai thế này nghe không? Nó giống như cái, cái việc này vậy nghe không? Việc, cái việc thiện mình mới làm à, Thế còn cái việc ác mình đã làm từ trước đấy rồi Bây giờ nó trổ quả rồi nó Đến kỳ của nó trổ Mình phải chịu Không phải do cái nhân mình làm việc thiện Mà chịu quả Cái đấy không có Nhân nào nó sẽ quả đấy Nghe không? Nhớ như vậy đệ tử Phật phải tin chắc cái điều này hiểu không? Đã. ở thế gian thì đôi khi người ta có tuyên truyền cái câu là làm phúc phải tội các phật tử có nghe câu này không? <laughs> thế rồi nhiều người cũng nghe câu này Ôi thôi đừng làm phúc nữa lại phải tội đấy nếu mà tin câu này là mình đọa luôn đấy cái câu làm phúc phải tội nó không đúng nhân quả làm phúc thì được phúc làm tội thì mới chịu tội có phải không? thế nhưng mà tại sao mà người ta lại có cái câu này mà cũng nhiều người tin. À, vì khi chúng ta gọi là làm phúc mà chúng ta chưa xét kỹ cái nhân. Ví dụ bây giờ bảo tôi thấy cái cháu này nó nghiện, nó vật vã, tôi thương nó quá tôi làm phúc tôi cho nó mấy mấy triệu cho đi hút. Thế đấy có gọi làm phúc không? À, thế là làm tội chứ mình thì mình tưởng là làm phúc. Hiểu không? Nhưng mà thật ra cái nhân này là mình không có trí tuệ, thực ra không phải làm phúc mà làm tội. Vì thế gian chúng ta khi gieo nhân không xét kỹ cái nhân này thật bản chất nó là thiện hay là ác. Chứ còn nếu thật là nhân thiện thì nó sẽ có quả thiện. Không thể nào mà ra quả khác được. Còn cái nhân mình ác nhưng mà hình tướng mình thấy là thiện thì nó vẫn ra cái quả ác. Các quý quý Phật tử rõ chưa nào? Đó nhé. Chứ không có bao giờ làm phúc lại phải tội. Vì khi chúng ta làm việc tưởng là phúc nhưng thật chất nó lại là mình đang làm cái việc xấu, việc ác. Hoặc là mình đồng với việc ác mà mình không biết Đấy, cho nên nó mới sinh ra cái quả xấu sau này thì thế gian bị lầm người ta cứ tưởng là mình làm phúc mình phải tội nhé thì các phật tử nhớ không bao giờ có chuyện đó chúng ta phải tin chắc cái nhân quả này ở đời là như thế vậy thì phật tử này trước cái hiện tượng gia đình mình bị như thế thì càng phải chăm chỉ tu hành chăm chỉ làm phước hơn nữa động viên cả nhà cả con cả cháu nên quy tam bảo sám hối nghiệp chướng nghe không? Và tùng kinh niệm phật để mà chuyển hóa tâm mình. Tùng kinh niệm Phật cũng có phước, nhưng mà hay hơn, phước lớn hơn là chúng ta biết tu tập tâm mình để chuyển hóa tâm mình. Nghe không? Tâm mình phải chuyển thành tâm lành thiện thật sự. Và thì nó mới thật sự là hết cái gốc của tội lỗi. Cho nên phải quay về tu tập tâm. Nhá, thế còn Phật tử nếu chuyển sang tụng kinh phổ môn hay là tụng kinh dược sư thì cũng tốt. Nhưng mà tụng kinh phổ môn thì phải hiểu lời Phật dạy, tụng kinh dược sư cũng phải hiểu lời Phật dạy để chúng ta tu. Trong kinh phổ môn, trong kinh dược sư, Đức Phật cũng đều nói đến những cái nhân, cái quả cả. Nghe không? Chúng ta phải tu tập chuyển nhân để chuyển quả. Nhân xấu ác thì không thể nào đòi hỏi có quả ngọt bùi được.